Tác Lãng chắp tay trước ngực bày tỏ lòng biết ơn, trong mắt lại lóe lên vẻ lo lắng. Cậu Lý, cảnh giới và pháp lực của tôi không bằng cậu, vốn không nên nói điều này, nhưng tâm ma của cậu cực nặng, nếu cậu không sớm trừ bỏ nó, e rằng tương lai sẽ gặp họa lớn. Nếu cậu Lý không chê, có thể đi theo tôi tới chùa Bạch Tháp, sư phụ tôi khá giỏi loại bỏ tâm ma. Lý Dục Thần cười đáp, cảm ơn ý tốt của đại sư, nhưng sợ rằng sư phụ ông cũng không giúp được tôi. Tác Lãng sững sờ, nhớ đến một kiếm vừa rồi của Lý Dục Thần, lòng còn sợ hãi. Nhưng ông ta vô cùng chấp nhất, bám riết nói, nếu sư phụ tôi không được, cậu có thể đến thánh địa mời thượng sư của thượng sư, luôn có người có thể trị hết tâm ma của cậu. Cậu Lý cũng có thể quy y ngã Phật. Lý Dục Thần bỗng nhiên thu lại tươi cười, đứng lên, vươn tay ra ngoài, từ trong rừng cây rất xa bay tới một vệt ánh sáng vàng kim, rơi vào trong tay anh. Hóa ra là chày kim cương của Tác Lãng. Ngón tay anh nhẹ gảy, chày kim cương phụt một tiếng chui vào mặt đất bên cạnh Lạt Ma Tác Lãng. Đợi chính ông tu thành Phật, rồi lại đến độ tôi. Dứt lời, anh quay người bỏ đi. Lạt Ma Tác Lãng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào chày kim cương đóng chặt xuống nền bê tông cứng rắn. Lý A Tứ thấy Lý Dục Thần muốn đi, nhớ lại hình như anh ta có lời gì đó phải nói, nhưng chỉ chớp mắt, anh ta chợt phát hiện Lý Dục Thần đã đi đến cửa trang viên, lại chớp thêm lần nữa, anh biến mất không còn thấy tăm hơi. Lâm Mộng Đình đi lang thang trong Phan Gia Viên. Cô từng tới thủ đô mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô đi dạo trong Phan Gia Viên. Châu báu và đồ cổ được bày la liệt quả thực khiến cô mở rộng tầm mắt. Mặc dù là đại tiểu thư nhà họ Lâm, từ nhỏ thấy không ít thứ đáng giá, nhưng cô không hiểu giám định, không nhìn ra được thật giả. Điều khiến cô vui hơn là khí chàng của Phan Gia Viên. Thị trường đồ cổ có khí chàng. Đồ cổ chân chính có hơi thở đặc biệt của riêng nó. Có vài đồ cổ vừa mới được đào lên sẽ còn mang theo hương vị đặc trưng của đất đai. Một cái hai cái, người bình thường không có cảm giác gì, nhưng nếu có hàng ngàn hàng triệu cái tập trung vào cùng một chỗ, khí chàng đó sẽ vô cùng hùng mạnh. Mặc dù bên trong Phan Gia Viên hầu hết đều là hàng giả hàng nhái, nhưng cũng không ít đồ thật đồ tốt. Cộng với hơi thở của con người cực kỳ thịnh vượng, khiến cho khí chàng của nơi này vừa hùng mạnh vừa phức tạp. Hiện tại, Lâm Mộng Đình cũng xem như bước vào cửa tu hành, tất nhiên cô sẽ nhạy cảm với khí chàng. Cô không biết giám định, nhưng thông qua dòng chảy của hơi thở và khí chàng, cô có thể đánh giá được nơi nào có đồ tốt. Lại dùng thần thức yếu ớt mới hình thành của cô đi phân biệt từng cái một, cũng nhặt được vài món. Chỉ là cô không biết mặc cả, cũng không hiểu giá trị trường, nên mua đắt hay rẻ, cô hoàn toàn không biết. Có điều, dù sao cô cũng có tiền, có thể tiêu tùy tâm. Hơn nữa Lý Dục Thần từng nói, cô cứ mua sắm thỏa thích. Thật ra Lâm Mộng Đình hiểu được, Lý Dục Thần đang kiểm tra tu vi của cô. Chẳng qua cô là vợ của anh, không phải đệ tử, nên anh không nói quá rõ ràng. Đi dạo một vòng, tiêu hết 6 chữ số trong thẻ ngân hàng, Lâm Mộng Đình vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng ba lô nhỏ hôm nay cô mang theo đã chứa đầy, mà pháp lực của cô vẫn chưa thể sử dụng nhẫn không gian Lý Dục Thần đưa cho cô. Lâm Mộng Đình giơ tay lên. Nhìn thoáng qua chiếc nhẫn màu bạc dán sát vào ngón tay của mình, cô thở dài. Cô vỗ vỗ ba lô, tự nhủ, được rồi, cũng đủ rồi, với những vật này hẳn có thể báo cáo kết quả rồi. Đúng vào lúc này, một người đàn ông trung niên tay cầm quạt xếp, dáng người hơi mập mạp có phúc lại gần, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay cô. Cô gái, chiếc nhẫn kia của cô bao nhiêu tiền, tôi mua. Khẩu âm của người này rất nặng, là khẩu âm thủ đô chính gốc. Trong giọng nói lộ ra một vẻ tự tin, căn bản cũng không hề có ý muốn thương lượng, cứ như là Lâm Mộng Đình nhất định sẽ bán chiếc nhẫn cho ông ta vậy. Không bán, Lâm Mộng Đình không có chút do dự nào. Có vẻ người kia đã dự đoán được cô sẽ nói như vậy, bèn cười ha ha, lúc cười để lộ ra một chiếc răng khảm vàng ở trong miệng. Cô gái, ra giá đi. Tôi đã nói là không bán rồi, Lâm Mộng Đình gói ghém lại đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Một người đàn ông trẻ tuổi nhìn qua có vẻ là tùy tùng của người kia đột nhiên xoay người lại ngăn cản cô. Lâm Mộng Đình chau mày, sao vậy, muốn cướp à? Không không không, cô đừng hiểu lầm, Vương Bách Thuận tôi là người đứng đắn, làm sao có thể cướp được chứ? Vương Bách Thuận cười hì hì nói, Thuận mua vừa bán, đương nhiên là một bên đồng ý mua, một bên đồng ý bán rồi. Tôi chỉ mời cô dừng bước, chúng ta nói chuyện thôi. Tôi nói là không bán. Cho nên không có gì để nói cả,
Lâm Mộng Đình nói. Cô đừng kết luận sớm như vậy chứ. Việc mua bán này, đều là bàn bạc xong mới quyết định được. Vương Bách Thuận đánh giá Lâm Mộng Đình từ trên xuống dưới vài lần, nhìn cách ăn mặc và khí chất của cô thì cũng là người có tiền. Vừa rồi tôi đã quan sát cô cả một đường, chỉ thấy cô mua những thứ xa xỉ, đều là đồ tốt, rất có tầm nhìn. Lâm Mộng Đình không nghĩ tới người này đã sớm để mắt tới mình, trong Phan Gia Viên đông nghìn nghịt người, nhưng bị người ta nhìn chằm chằm cả một đường như vậy mà mình lại không biết, chứng tỏ mình vẫn còn quá yếu, tu vi cũng không tới nơi tới chốn. Cô bỗng nhiên hiểu ra, Lý Dục Thần bảo cô đến Phan Gia Viên, không chỉ muốn kiểm tra ánh mắt của cô mà cũng đang rèn luyện ý thức bảo vệ bản thân trước loại nguy hiểm này. Lý Dục Thần đã nói, tu hành đến cảnh giới, thần thức phóng ra ngoài có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh. Thậm chí không cần thả thần thức ra cũng có thể cảm giác được nguy hiểm đang tới gần theo bản năng. Ông muốn làm gì, Lâm Mộng Đình cũng không sợ, tu hành đã cho cô can đảm và định lực. Vương Bách Thuận dường như có chút kinh ngạc, dùng chất giọng đặc trưng của thủ đô cất cao giọng lên, không kiêu ngạo không tự ti, có chút thú vị, nói xong ông ta liền cười ha ha một tiếng, cô gái, tôi biết cô không thiếu tiền. Nhưng chuyện mua bán này chỉ cần để ý đến giá cả. Chỉ cần giá cả hợp lý, cho dù là người có tiền đi nữa cũng sẽ không từ chối. Nhà giàu nhất cũng muốn làm ăn mà. Mấy triệu, có lẽ cô sẽ không để trong lòng, như vậy đi, tôi trả 10 triệu mua chiếc nhẫn của cô. Lâm Mộng Đình vừa bực mình vừa buồn cười, nói, ông anh này, tôi hiểu rồi, ông rất có tiền, nhưng tôi sẽ không bán chiếc nhẫn này. Nói rồi muốn đi, nhưng người trẻ tuổi kia vẫn ngăn cản cô lại. Động tác của người trẻ tuổi rất nhanh, thân pháp linh hoạt, hiển nhiên là người luyện võ. Lâm Mộng Đình biết pháp thuật, nếu như ra tay, cô sẽ không sợ người luyện võ. Nhưng nơi này là Phan Gia Viên, người đông nghìn nghịt, cô không có khả năng sử dụng pháp thuật ở chỗ này được. 20 triệu đi, tính cả một đống rác rưởi cô vừa mua, tôi muốn hết, Vương Bách Thuận nói. Không bán, Lâm Mộng Đình nhắc lại lần nữa. Cho dù trong lòng đang rất giận dữ, nhưng cách cô nói chuyện vẫn rất ôn tồn lễ độ. Cô tin tưởng, ở trước mặt mọi người, mình không thể sử dụng pháp thuật, bọn họ cũng sẽ không đến mức ăn cướp trắng trợn. Vương Bách Thuận rất bất ngờ, hỏi, cô gái, 20 triệu mà cô vẫn còn chê ít. Cô mua đống rác rưởi kia, mặc dù cũng coi là đồ có giá trị, nhưng cũng không đáng bao nhiêu tiền. Cô mua giá cao như vậy, bán ra theo giá thị trường bình thường, cô sẽ không kiếm lời được bao nhiêu tiền, nói không chừng sẽ còn bị lỗ. Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến ông cả, Lâm Mộng Đình nói. Cô không phải người địa phương đúng không? Thì sao chứ? À, khó trách cô chưa từng nghe nói đến tên tuổi của tôi. Tự giới thiệu mình một chút, tôi tên là Vương Bách Thuật, người trong ngành nể mặt tôi, đều gọi tôi một tiếng tứ gia. Cô có thể đi hỏi thăm một chút, tứ gia coi trọng thứ nào, không có chuyện không mua được. Lâm Mộng Đình nhíu mày lại, ông muốn ăn cướp trắng trợn đúng không? Hai, không thể nói lung tung được, tứ gia tôi mua đồ, xưa nay sẽ không bao giờ không trả tiền. Vương Bách Thuận nhẹ nhàng vung vẩy cái quạt, vuốt cái bụng tròn xoe, thật ra chiếc nhẫn trên tay cô căn bản không đáng giá. Nếu không phải tôi đang vội vã tìm một thứ để chúc thọ người ta, đi dạo hết toàn bộ chỗ này mà vẫn không tìm được cái gì, tôi cũng sẽ không mua với giá đó. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không bán chiếc nhẫn này. Đừng nói 20 triệu, cho dù ông có trả 200 triệu, 2 tỷ, tôi cũng sẽ không bán, Lâm Mộng Đình nói. Vương Bách Thuận sửng sốt một chút, dường như không nghĩ tới quyết tâm của cô lớn như vậy, sắc mặt có chút trầm xuống, nói ra. Cô gái, công khai kiếm tiền cô không muốn, đến lúc thua thiệt thì đừng kêu khổ. Chiếc nhẫn kia của cô, mặc kệ cô có bán hay không, tôi chắc chắn phải có được nó. Tôi khuyên cô nên nghĩ lại cẩn thận, nghĩ xong thì đến cửa hàng thứ hai ở cửa phía tây tìm tôi ở nơi đó uống trà. Đừng bảo là tôi không nhắc nhở cô, trước khi cô bán chiếc nhẫn cho tôi, cô sẽ không bước ra khỏi cửa Phan Gia Viên được đâu. Tiểu Trương, chúng ta đi. Người trẻ tuổi cản đường liền tránh ra, rời đi theo Vương Bách Thuật. Lâm Mộng Đình hơi có chút choáng váng, làm sao chỉ đi dạo trung tâm đồ cổ thôi cũng gặp phải chuyện như vậy chứ. Cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay một chút. Hay là tên đó đã nhận ra nó là pháp khí không gian. Nhưng nhìn qua, Vương Bách Thuận không hề giống người tu hành, cách nói chuyện và hành động cũng không phải phong cách của người tu hành. Lâm Mộng Đình có chút lo lắng, lúc cô đang muốn rời đi, lại trông thấy bà chủ gian hàng bên cạnh vẫy tay với mình.
Cô bé, tới đây, tới đây. Lâm Mộng Đình đi qua, có chuyện gì? Cô gái, cho tôi xem chiếc nhẫn trên tay cô đi. Bà chủ không nói lời nào đã muốn túm lấy tay Lâm Mộng Đình. Đương nhiên Lâm Mộng Đình sẽ không để bà ta dễ dàng bắt được, nhanh nhẹn né tránh. Ồ, nhanh tay thật đấy, bà chủ cười ha ha, cô bé cô đừng hiểu lầm, tôi cũng không có gì ý xấu. Tôi đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của mấy người rồi. Cô không biết người kia có lai lịch gì đúng không? Lai lịch gì? Lai lịch của ông ta rất lớn, bà chủ nhìn xung quanh, xích lại gần, thấp giọng nói, tôi nói cho cô biết, ông ta tên là Vương Bách Thuận, biệt danh là Vương Kim Nha. Cô đừng thấy ông ta trồng răng vàng trong miệng là thô kệch, nhưng ông ta cũng không phải là nhà giàu mới nổi đâu. Ông ta là người của nhà họ Vương ở thủ đô, đứng thứ tư, người ta gọi là tứ gia. Lâm Mộng Đình không tiếp lời mà lẳng lặng nghe. Thấy cô không nói gì, bà chủ cho là cô không biết nhà họ Vương, trên mặt lộ ra chút ít kiêu ngạo, không phải là cô không biết nhà họ Vương đấy chứ. Bốn gia tộc lớn ở thủ đô, điều này mà cô cũng không biết. Nếu nói đến nhà họ Vương ở thủ đô, đây chính là hạng người hô mưa gọi gió. Nhà họ Vương muốn thứ gì, cô có thể không cho được sao? Tứ gia thích mua đồ cổ, người ở Phan Gia Viên đều biết ông ta. Tầm nhìn của ông ta cao lắm, những thứ bình thường đâu có được ông ta coi trọng. Chiếc nhẫn kia của cô có thể được ông ta coi trọng, phải may mắn cỡ nào chứ? Cô bé, tôi khuyên cô nha, vẫn nên bán đi. Nếu cô cảm thấy giá cả không hài lòng, tôi có thể giúp cô đi nói một chút. Bây giờ Lâm Mộng Đình mới hiểu rõ, hóa ra là bà chủ muốn làm trung gian. Không bán, cô nói xong liền quay đầu bước đi. Bà chủ không nghĩ tới cô lại kiên quyết như vậy, sửng sốt một chút, có hơi thất vọng, sau khi thất vọng lại cảm thấy giận dữ, nhìn bóng lưng Lâm Mộng Đình hừ lạnh một tiếng, cất giọng the thé nói. Tứ gia muốn thứ gì thì đúng là chưa bao giờ không lấy được. Tứ gia nói cô không thể bước ra khỏi cửa Phan Gia Viên. Cô sẽ thật sự không ra ngoài được đâu. Lâm Mộng Đình không để ý đến lời đe dọa của bà chủ, trực tiếp rời khỏi dãy cửa hàng này. Bị Vương Bách Thuận làm cho bực mình như thế, cô đã không có hứng thú tiếp tục đi dạo nữa, liền dựa theo địa chỉ mà ông chủ hầu để lại, tìm được cửa hàng của ông ta. Ông chủ hầu đang ở trong tiệm nói chuyện phiếm với một đồng nghiệp mở quán bên cạnh, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Mộng Đình, lập tức ngây ngẩn cả người. Mấy ngày nay ông ta vẫn luôn cảm thấy mất mát, đều dựa vào việc khoác lác với người ta để nâng cao tinh thần. Cái vòng tay vàng khảm ngọc kia khiến ông ta nhớ tới đủ chuyện mạo hiểm với Lý Dục Thần ở Long Môn Thiên Quan. Nếu như không có chiếc vòng tay này, ngay cả chính ông ta cũng sẽ hoài nghi không biết có phải mình bị tinh thần phân liệt hay không, những chuyện kia đều là do ông ta tưởng tượng ra được. Cho nên ông ta sẽ không bao giờ bán chiếc vòng tay này, bao nhiêu tiền cũng không bán, vĩnh viễn không bán. Ông chủ hầu rất muốn đến Bách Thảo Đường thăm Lý Dục Thần, nhưng lại không mặt dày đến vậy. Người ta là ai, mình là ai chứ? Đừng nói đến y thuật xuất thần nhập hóa và pháp thuật giết thần chém quỷ kia, chỉ bằng việc người ta mang họ Lý, là cháu trai của Lý Thiên Sách, con trai của Lý Vân Hoa, thân phận này đã không phải là người mà một kẻ mở cửa hàng ở Phan Gia Viên như ông ta có thể trèo cao nổi rồi. Cho nên, khi Lâm Mộng Đình xuất hiện ở trong cửa hàng của ông ta, ông ta còn kinh ngạc hơn cả khi nhìn thấy cương thi, suýt nữa thì cho rằng mình lại xuất hiện ảo giác. Đồng nghiệp bên cạnh trông thấy ánh mắt của ông ta, lại thấy một người phụ nữ xinh đẹp đi vào trong tiệm thì bật cười, đưa tay ra vẫy vẫy hai cái trước mặt ông chủ hầu, nhắc nhở. Ha ha, ha, lão hầu, tỉnh lại đi, sắp rớt cả mắt ra ngoài rồi kìa. Ông chủ hầu lấy lại tinh thần, lập tức bật dậy, muốn nhường chỗ ngồi pha trà cho Lâm Mộng Đình. Nhưng bởi vì khẩn trương mà suýt nữa thì làm đổ cả khay trà trên bàn. Đồng nghiệp lắc đầu nói, lão hầu ông có khách, tôi đi trước đây, sau này sẽ đến nghe ông kể về chuyện cương thi sau. Nói rồi liền đứng dậy rời đi, lúc đi ngang qua Lâm Mộng Đình cũng không nhịn được nhìn thêm mấy cái. Lúc ra cửa còn cảm thấy buồn cười, tự nhủ nói, a, lão hầu này cũng quá trọng sắc khinh bạn đi. Ông chủ hầu nhường chỗ cho Lâm Mộng Đình, lau sạch sẽ bàn trà, vui vẻ nói. Bà Lý, không ngờ cô lại đến đây. Cửa hàng nhỏ này của tôi hơi chật chội, cô ngồi tạm vậy. Lâm Mộng Đình mỉm cười, nhìn trái nhìn phải cách trang trí trong tiệm, ưu nhã ngồi xuống, nói, cửa hàng này cũng không nhỏ. Tôi thấy đa số người ở Phan Gia Viên đều là bầy sạp bán hàng ven đường, có thể có một cửa hàng mặt tiền cũng coi như ông chủ lớn đi. Nếu là người khác nói như vậy, ông chủ hầu chắc chắn sẽ nhận,
đây vốn chính là sự thật, không cần phải khiêm tốn, nhưng ở trước mặt Lâm Mộng Đình, ông ta cũng không dám khoác lác. Đâu có, mọi người đều làm nghề khác nhau, có người bán lẻ, có người bán buôn, có người bán thổ sản, có người bán hàng nhái, đều có chuyên môn của mình. Đừng nhìn những quầy hàng ven đường nhỏ, có khi còn kiếm lời nhiều hơn chúng tôi. Lâm Mộng Đình gật đầu nói, quả thật, ở trong chợ Nam Giang cũng toàn quầy hàng nhỏ, có một đôi vợ chồng chỉ bán mỗi cúc áo đồ da gì đó mà một năm cũng kiếm được hàng chục ngàn. Phan Gia Viên nổi tiếng như vậy, chắc hẳn việc làm ăn cũng không tệ. Ông chủ hầu cười ha ha, trước kia ông ta cũng chỉ bày sạp bán hàng ở Phan Gia Viên, còn thường xuyên bán ở chợ đêm. Về sau có tiền mới thuê cửa hàng này, xem như ổn định lại. Bà Lý, mời uống trà, ông chủ hầu pha xong trà, cung cung kính kính đưa tới. Đối với cách xưng hô thế này, Lâm Mộng Đình cũng không phản đối, mà thuận theo tự nhiên tiếp nhận. Mặc dù cô và Lý Dục Thần chỉ là đính hôn, nhưng buổi đính hôn đó cũng không khác mấy so với lễ cưới chính thức. Lý Dục Thần là người tu hành, cũng không để ý lắm với mấy loại lễ nghi thế tục đó. Tổ chức buổi đính hôn kia chỉ là do thời thế bắt buộc, cũng là vì để hoàn thành tâm nguyện của hai ông nội thôi. Mà đối với việc tổ chức lễ cưới sau này, mặc dù Lý Dục Thần không nói là sẽ không làm, nhưng Lâm Mộng Đình biết anh không quan tâm đến việc đó lắm. Có lẽ là chờ đến khi anh báo thù cho nhà họ Lý, khôi phục vinh quang ngày xưa của nhà họ Lý xong, hai người đến trước bài vị tổ tiên nhà họ Lý dập đầu là được rồi. Lâm Mộng Đình cảm thấy như thế cũng rất tốt. So với hôn lễ, thứ khiến cô càng mong đợi là đợi sau khi tu vi của mình có một chút thành tựu, Lý Dục Thần sẽ dẫn cô đến Côn Luân bái kiến sư trưởng. Nghĩ tới vị sư tôn không gì là không làm được, còn có những sư huynh sư tỷ 100-200 tuổi vẫn còn duy trì dáng vẻ thanh xuân kia, Lâm Mộng Đình liền thấy khẩn trương một cách khó hiểu. Ông chủ hầu, vẫn luôn gọi ông như vậy, còn không biết ông tên là gì, Lâm Mộng Đình tán gẫu. À, tôi tên là Hầu Thất Quý, ngũ hầu thất quý đó. Từ nhỏ trong nhà đã ngóng trông tôi trưởng thành có thể làm quan, làm rạng rỡ tổ tông, hiển hách nhà cửa. Ai ngờ tôi lại không biết cố gắng, đi theo nghề đồ cổ, suýt nữa thì khiến bố mẹ tôi tức chết, ông chủ hầu nửa đùa nửa thật nửa tự giễu nói. Lâm Mộng Đình cười nói, bây giờ ông có tiền như vậy, cũng coi như là làm rạng rỡ tổ tông đi. Hai, cũng chỉ như thế thôi. Ở xã hội của chúng tôi, từ xưa đã có quan niệm mọi nghề đều là kém cỏi, chỉ có đọc sách là cao. Đọc sách vì là để làm gì, còn không phải là làm quan. Học giỏi thì thành sĩ mà. Sao có thể so sánh được với cậu Lý và phu nhân, xuất thân thế gia, gia học uyên thâm, thần tiên quyến lữ. Lâm Mộng Đình cười nói, Dục Thần vốn muốn đến thăm ông, nhưng anh ấy lại đột nhiên có việc, cho nên mới bảo tôi đến thăm ông một chút. Trên mặt Hầu Thất Quý lộ ra vẻ hưng phấn, để cậu Lý nhớ mong, tôi chỉ là dân chúng nhỏ, nào dám làm phiền cậu Lý đến tận đây. Dục Thần nói anh ấy và ông có duyên, về sau có cơ hội, chúng ta có thể qua lại nhiều hơn. Lâm Mộng Đình nói, ông là chuyên gia trong nghề chơi đồ cổ, tôi là người mới, về sau ở phương diện này còn phải thường xuyên nhờ ông chỉ dạy. Chỉ dạy thì không dám nhận, Hầu Thất Quý nói, nhưng mà ở trong nghề này, thật sự không phải tôi khoác lác, cho dù là Phan Gia Viên hay là xưởng Lưu Ly, không có mấy người dám nói có ánh mắt tốt hơn tôi đâu. Lâm Mộng Đình liền lấy mấy thứ mới mua từ trong túi ra, đặt lên bàn, nói, đây là những thứ tôi vừa mới mua, ông giúp tôi nhìn xem, tôi có bị lừa hay không. Những vật này, thật ra Hầu Thất Quý vừa liếc mắt đã nhận ra thật giả, nhưng đây là do Lâm Mộng Đình mua, ông ta vẫn làm ra vẻ cẩn thận, đeo găng tay trắng, nghiêm túc cầm từng cái lên nhìn. Lúc ông ta nhìn hàng, điện thoại của Lâm Mộng Đình vang lên. Lâm Mộng Đình liền đi ra cửa nghe điện thoại. Người gọi tới là Lâm Vân. Alo, chị ở đâu vậy? Chị đang ở thủ đô, có việc gì không? Em cũng đang ở thủ đô, chị ở chỗ nào, em tới tìm chị. Cái gì, em không đi học sao, sao lại chạy đến thủ đô? Trường học cho nghỉ mấy ngày, em và Nghiêm Cẩn liền đến thủ đô chơi 2 ngày. Nghiêm Cẩn cũng tới, hai người đúng là, bây giờ đâu phải ngày nghỉ lễ, sao lại được nghỉ? Trường học có hoạt động mà. Em lừa ai vậy, hoạt động gì mà lại cho toàn trường nghỉ, lại nói trường của em tổ chức hoạt động, trường của Nghiêm Cẩn cũng tổ chức hoạt động sao? Lớp 12, có trường cấp 3 nào lại vô duyên vô cớ cho lớp 12 nghỉ học không? Còn dám lừa chị em à? Lâm Vân ở đầu bên kia điện thoại không ngừng cười ha ha, chị đúng là thông minh,
hỏa nhãn kim tinh, cái gì cũng không thể lừa được chị. Bớt nịnh hót, thành thật khai báo, hai đứa làm gì vậy, Lâm Mộng Đình tức giận nói. Là thế này, không phải chị và anh rể đến thủ đô sao, mẹ không yên lòng, liền bảo em xin nghỉ hai ngày tới xem một chút. Mẹ không yên lòng, không thể nào, mẹ có cái gì không yên lòng, cũng không phải là bà ấy không biết bản lĩnh của anh rể em. Bởi vì quá biết bản lĩnh của anh rể em cho nên mới không yên lòng. Lâm Mộng Đình liền hiểu ra ngay lập tức, Nghiêm Tuệ Mẫn sợ Lý Dục Thần đến thủ đô phồn hoa sẽ đổi lòng, sợ mình không giữ được Lý Dục Thần. Mẹ cũng thật là, không tin Dục Thần, chẳng lẽ còn không tin con gái sao, Lâm Mộng Đình phàn nàn. Chị á, mẹ nói, con bé ngốc Mộng Đình này, một chút ý thức nguy hiểm cũng không có, nói không chừng còn là một đứa con nít, đúng là khiến bà đây nóng lòng chết mất. Lâm Vân bắt chước giọng điệu của Nghiêm Tuệ Mẫn, nói xong cũng nhịn không được cười ha ha. Lâm Vân, em muốn chết à, Lâm Mộng Đình mắng vào trong điện thoại, chắc chắn mẹ sẽ không nói như vậy, có phải là em bịa ra không? Em không hề bịa ra, mẹ thật sự nói như vậy. Không có khả năng, mẹ quan tâm nhất là việc học của em, làm sao lại cho phép em nghỉ chứ? Ha ha, mẹ cũng không khôn khéo như chị đâu, em nói trường học có hoạt động cho nghỉ vài ngày. Bà ấy liền tin, cũng đồng ý cho em đến thủ đô, còn cho em 100.000 tiền tiêu vặt, còn đặc biệt dặn dò em phải biết tự chăm sóc tốt cho mình, lúc hai người ở cùng nhau thì đừng làm ảnh hưởng đến việc chính của hai người. Cậu ta nhấn mạnh hai chữ việc chính. Còn nói nếu như hai người không ở cùng nhau thì em phải đi theo anh rể, học thêm chút bản lĩnh. Lâm Mộng Đình bĩu môi, mẹ của cô đúng là hết thuốc chữa. Vậy Nghiêm Cẩn thì sao, sao cậu ta cũng đến đây? Là anh rể bảo em gọi cậu ta tới. Cái gì? Trước khi đến em đã nhắn tin cho anh rể, anh ấy nói nếu đã tới thì dẫn cả theo luôn. Anh rể còn nói, mấy ngày nay anh ấy có việc, để chị ở một mình anh ấy không yên lòng, nên mới bảo em và Nghiêm Cẩn tới bảo vệ chị. Chị không cần hai đứa bảo vệ đâu, trẻ con trẻ cái. Ngoài miệng thì Lâm Mộng Đình nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn thấy rất ấm áp. Cái gì mà trẻ con trẻ cái? Bây giờ em rất giỏi đánh nhau đấy nhé. Nghiêm Cẩn cũng rất biết đánh nhau. Được rồi, hai đứa rất lợi hại, được chưa? Vậy chị hỏi em, mẹ bảo em tới theo dõi anh rể em lại gọi em đến bảo vệ chị, vậy em nghe ai? Đương nhiên là nghe anh rể rồi, Lâm Vân thốt ra. Phản đồ, Lâm Mộng Đình mắng một câu. Chị, không phải chị cũng muốn em đi theo dõi anh rể đấy chứ? Dĩ nhiên không phải. Vậy sao chị lại bảo em là phản đồ? Mẹ bảo em tới theo dõi anh rể em lại lập tức nhắn tin cho anh ấy, bán đứng mẹ, em không phải phản đồ thì là cái gì? Đó là mẹ lo lắng vớ vẩn, nếu anh rể mà thay lòng đổi dạ, em theo dõi anh ấy có tác dụng gì? Có trói người nhà họ Lâm chúng ta lại một chỗ cũng không bằng một ngón tay của anh rể. Chị, anh rể có thay lòng đổi dạ hay không, quan trọng là tại chị đấy. Tại chị lại không thể cầm dây thừng buộc lấy tim anh ấy. Chị, không phải em nói chị chứ, anh rể có được hay không, quan trọng vẫn là phải có nhu cầu, hiểu không? Lâm Vân, Lâm Mộng Đình dậm chân sẵng giọng, có phải em thiếu đòn không? Lâm Vân ở đầu bên kia cười hì hì. Lâm Mộng Đình cũng vô cùng bất đắc dĩ, nói, được rồi, không nói phét với em nữa, bây giờ các em đang ở đâu? Bọn em vừa xuống máy bay. Chị ở chỗ nào, chúng em bắt xe tới. Vậy các em bắt xe đến Phan Gia Viên. Lâm Mộng Đình báo địa chỉ cửa hàng của Hầu Thất Quý, sau đó cúp điện thoại. Sau khi cô quay về cửa hàng, Hầu Thất Quý đã xem xong mấy món đồ, đồng thời dùng vải nhung lau sạch sẽ. Ông chủ Hầu, những vật này thế nào, không phải là giả chứ? Hầu Thất Quý cởi găng tay ra, nói, bà Lý có ánh mắt rất tốt, đều là đồ thật, không có cái nào là giả cả. Đi dạo Phan Gia Viên, có thể một lần mua được nhiều đồ như vậy mà không lỗ cũng không dễ dàng. Như vậy đã giỏi hơn rất nhiều người gọi là chuyên gia rồi. Ở đây có nhiều thứ thế này không? Bây giờ Phan Gia Viên không thể so với lúc trước, quy mô lớn hơn rất nhiều, số lượng hàng hóa cũng nhiều hơn trước không biết bao nhiêu lần, nhưng đồ thật lại ít hơn lúc trước. Bây giờ đến Phan Gia Viên đào bảo bối nhặt nhạnh đồ tốt có thể so với mỏ kim đáy biển. Những người lão luyện như chúng tôi đều từ bầy sạp bán hàng chuyển thành mở cửa hàng, có vài người còn dứt khoát dọn đến xưởng lưu ly. Nhưng mà cửa hàng này của tôi... Hầu Thất Quý thở dài.
Cửa hàng này làm sao? Cửa hàng này là sắp không mở nổi nữa. Vì sao? Lâm Mộng Đình kinh ngạc hỏi. Bởi vì cái này. Hầu Thất Quý lấy cái vòng tay vàng khảm ngọc lấy được từ trong huyệt mộ địa cung kia ra. Lâm Mộng Đình lập tức cảm nhận được một loại khí tức kỳ lạ trên vòng tay, ôn nhuận mà âm hàn. Ôn nhuận là bởi vì bản thân vòng tay làm bằng ngọc, mà âm hàn là bởi vì nó bị chôn dưới đất quá lâu. Đây là cái gì? Đây là thứ tôi mang ra khỏi mộ huyệt quỷ vương đã từng xông pha với cậu Lý ngày đó. Hầu Thất Quý lại bắt đầu nói về chuyện xảy ra hôm đó. Vốn dĩ bởi vì người trước mặt là bà Lý, ông ta còn không có ý định nói nhiều, chỉ muốn kể lại đơn giản, nhưng Lâm Mộng Đình lại chủ động hỏi chi tiết. Điều này khiến Hầu Thất Quý như mở máy hát. Lâm Mộng Đình nghe rất nghiêm túc. Cô biết chuyện này, nhưng Lý Dục Thần không kể chi tiết, chỉ nói đã giết Đạm Đài Ngọc trong một huyệt mộ dưới lòng đất của Long Môn Thiên Quan, thậm chí còn không nói về Quỷ Vương và Cương Thi. Hầu Thất Quý kể chuyện rất đặc sắc, kinh tâm động phách, nhất là khi kể đến Lý Dục Thần bị thương, Lâm Mộng Đình mới biết được hóa ra quá trình đó lại nguy hiểm như thế. Hầu Thất Quý kể xong, khuôn mặt đã đỏ bừng. Ông ta uống liền mấy chén trà, mới ổn định lại từ trong mãnh liệt, nhớ tới Lâm Mộng Đình đang ngồi đối diện, trông thấy Lâm Mộng Đình còn cười với mình thì có chút ngượng ngùng, giải thích, phu nhân, tôi không hề khoác lác, tôi thật sự đã đánh chết nhiều cương thi như vậy. Tôi tin, Lâm Mộng Đình nói. Hầu Thất Quý sững sờ. Nhiều ngày qua, ông ta không biết mình đã nói chuyện này với bao nhiêu người, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy ông ta đang khoác lác, bên ngoài còn có người đồn ông ta mắc bệnh tâm thần. Đây là lần đầu tiên có người tin ông ta. Cho dù lấy thân phận của Lâm Mộng Đình vốn hẳn phải biết những chuyện này, nhưng Hầu Thất Quý vẫn có chút cảm động. Để phu nhân chê cười rồi. Làm sao có thể chứ, Lâm Mộng Đình cười nói, Dục Thần đã nói với tôi, lần này có thể thuận lợi diệt trừ Đạm Đài Ngọc, không thể bỏ qua công lao của ông chủ Hầu. Cho nên hôm nay mới đặc biệt bảo tôi tới thăm ông. Tôi mới tới cửa hàng này, cũng không mang theo quà gì, vừa rồi mua được mấy món đồ nhỏ, cứ coi như là quà gặp mặt của tôi đi, ông đừng chê. Chuyện này, Hầu Thất Quý nghe nói là Lý Dục Thần cố ý bảo vợ mình đến thăm ông ta, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, suýt nữa thì rơi nước mắt. Đây là thứ phu nhân mua bằng bản lĩnh, sao tôi có thể nhận được? Mặc dù những thứ này cũng không đáng tiền lắm, nhưng cộng lại tổng giá trị cũng không thấp, Lâm Mộng Đình cũng phải bỏ ra mấy triệu mới mua được, mặc dù vào trong tay Hầu Thất Quý chắc chắn không đáng nhiều tiền như vậy, nhưng làm quà gặp mặt cũng đủ rồi. Xem ra là ông chủ Hầu chướng mắt những thứ này, Lâm Mộng Đình cười nói. Không không không, sao tôi có thể chướng mắt, chỉ là... Hầu Thất Quý đột nhiên nhớ tới Lý Dục Thần đã sớm là nhà giàu siêu cấp hàng trăm tỷ, tương lai có thể phục hưng nhà họ Lý sẽ càng không biết có bao nhiêu của cải. Được, vậy tôi sẽ nhận, cảm ơn phu nhân. Ông chủ Hầu khách khí, Lâm Mộng Đình nói, vừa rồi ông nói cửa hàng này không mở nổi nữa là bởi vì cái vòng tay này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Hầu Thất Quý nói, hai, cũng trách tôi, miệng tiện, gặp ai cũng kể, truyền ra ngoài, có người muốn mua cái vòng tay này của tôi. Nhưng đây là thứ tôi phải trải qua cửu tử nhất sinh mới lấy ra được. Lại là thứ để kỷ niệm đã vào sinh ra tử với cậu Lý, đương nhiên tôi sẽ không bán. Nhưng người mua này lại là người mà tôi không đắc tội nổi. Ông ta đã muốn thứ gì là không ai dám không bán cho ông ta. Ông ta chỉ cần nói một câu, cửa hàng này của tôi sẽ phải đóng cửa. Đừng nói cửa hàng này của tôi sẽ phải đóng cửa, ngay cả trong ngành đồ cổ này, tôi cũng không thể làm ăn được nữa. Người đó là ai? Tần gia. Lâm Mộng Đình vốn cho rằng là Vương Bách Thuật, nhưng Hầu Thất Quý lại nói không phải Tứ gia, mà là Tần gia. Cô rất hiếu kỳ, làm sao trong Phan gia viên lại có nhiều lão gia ép mua ép bán như vậy chứ? Tần gia là ai? Tần gia tên là Tần Thụ Nghĩa, là tông sư sách môn. Tông sư sách môn, Lâm Mộng Đình không nghe rõ, không biết đây là cái gì. Hầu Thất Quý giải thích, trước đây ở trên giang hồ có nhiều thú chơi đồ cổ, tranh chữ Xuân Cung. Cất giữ giám bảo, người làm trong những nghề này gọi chung là sách môn, thậm chí còn bao gồm cả đào núi trộm mộ. Những người buôn bán lâu dài ở Phan Gia Viên và xưởng Lưu Ly, phần lớn đều xem như người trong sách môn. Mà Tần gia chính là đương kim thái đầu của sách môn, nếu đổi một cách gọi khác thì chính là môn chủ, lão đại đứng đầu. Chỉ là xã hội hiện tại không có thói xấu và tổ chức giang hồ thời đại trước, không thể gọi như vậy, nhưng quy củ của sách môn vẫn còn ở đó.
Gặp phải chuyện phân tranh và khó giải quyết cũng sẽ mời Tần gia ra mặt. Trong nghề này chưa bao giờ có chuyện gì mà Tần gia không giải quyết được. Lâm Mộng Đình nói như vậy, Tần gia này rất lợi hại đi. Hầu Thất Quý nói, đúng vậy, nếu không sao lại gọi ông ta là tông sư sách môn chứ. Tên tuổi tông sư của ông ta cũng không chỉ nói ông ta có tầm nhìn và thực lực trong giới đồ cổ, đồng thời ông ta cũng hoàn toàn là tông sư võ đạo, tên tuổi trong võ lâm không hề thua kém gì Tiêu Minh Hạc tông sư. Tông sư tỏa chấn, thái đấu sách môn, theo lý thuyết cho dù gia tộc này có kém hơn 4 gia tộc lớn thì cũng nhất định là nổi tiếng khắp thủ đô. Sao tôi chưa bao giờ nghe nói đến Tần gia, cũng không nghe nói đến thủ đô có nhà họ Tần vậy, Lâm Mộng Đình khó hiểu nói. Hầu Thất Quý cười nói, phu nhân có chỗ không biết, từ trước đến nay Tần gia sống rất khép kín, tên tuổi cũng chỉ vang dội trong võ lâm và sách môn, cô không phải người trong giang hồ, chưa từng nghe qua cũng là điều bình thường. Hơn nữa Tần gia cả đời chưa lập gia đình, dưới gối không con, đương nhiên cũng không có gia tộc gì. Lâm Mộng Đình giật mình, thì ra là thế. Vậy vị Tần gia này cũng coi như là nhân vật lớn trên giang hồ, chỉ là tôi rất khó hiểu, người như vậy làm sao lại coi trọng một cái vòng tay của ông, còn ép mua ép bán như thế. Hầu Thất Quý thở dài, nói, Tần gia nào sẽ để ý đến cái vòng tay này, ông ta cũng không có khả năng đến cửa hàng nhỏ của tôi. Chuyện là như thế này, mặc dù Tần gia không có con, nhưng lại có một đống cháu chắt, còn có không ít con nuôi. Trong đó có một người tên là Vinh Quảng Kiệt, là đệ tử quan môn của Tần gia, rất được Tần gia yêu chiều. Vinh Quảng Kiệt cũng hay đến Phan gia viên chơi, ở cửa Tây còn có cửa hàng của hắn ta. Là Vinh Quảng Kiệt coi trọng vòng tay của ông. Cũng không phải Vinh Quảng Kiệt, Hầu Thất Quý lắc đầu nói, nếu là Vinh Quảng Kiệt còn dễ xử lý, tôi nhờ người nói dùm, hoặc là tự mình đến xin lỗi là được, lấy thân phận của hắn ta, cũng sẽ không gây khó dễ cho tôi. Xấu chính là ở chỗ không phải hắn ta, mà là bạn gái của hắn ta, tên là Dương Lị Lị. Vinh Quảng Kiệt cái gì cũng tốt, chỉ là mất trí trong phương diện phụ nữ, người phụ nữ mà hắn ta thích, cho dù có muốn cái gì hắn ta cũng sẽ cho, hơn nữa còn bất chấp mọi giá. Tần gia mặc kệ sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này, ai sẽ đi nói cho Tần gia? Đây không phải là đắc tội với người ta sao? Vinh Quảng Kiệt là đệ tử quan môn mà Tần gia yêu thương nhất, còn là con nuôi, coi như con đẻ. Nếu Tần gia biết, cùng lắm mà nói hắn ta vài câu, còn có thể bảo hắn ta chia tay bạn gái hay sao? Đây là chuyện đắc tội với người ta, không ai dám làm. Hơn nữa cũng không phải là Vinh Quảng Kiệt không trả tiền, ngược lại, hắn ta ra tay rất hào phóng. Chỉ là mọi người nể mặt Tần gia, không có khả năng bán đắt cho hắn ta, đều bán ra bằng tiền vốn, có đôi khi sẽ còn thua thiệt một chút. Vậy ông cứ dứt khoát ra giá cao, để hắn ta biết khó mà lui, Lâm Mộng Đình nói, nếu như hắn ta mua thật, ông sẽ kiếm lời lớn. Hầu Thất Quý lắc đầu liên tục, tôi không thiếu tiền, tôi ở Phan gia viên góp nhặt mấy chục năm thanh danh, không thể bởi vì việc này mà bị hủy hoại được. Lại nói, tôi thật sự không muốn bán cái vòng tay này. Lâm Mộng Đình có chút lau mắt mà nhìn Hầu Thất Quý. Cô phát hiện trên người ông chủ Hầu đã có sự khôn khéo vốn có của người buôn bán, còn có một sự chính khí hiếm gặp. Khó trách Lý Dục Thần sẽ coi trọng ông ta như thế, muốn lôi kéo ông ta. Dương Lị Lị đến đây lúc nào, cô hỏi. Dương Lị Lị chưa tới, là ông chủ Dương bên cạnh đến nói với tôi. Ông chủ Dương là đồng hương với cô ta. Không đích thân đến, chỉ bảo người khác đến chuyển lời. Lại muốn ép mua đồ của ông, cũng quá ngông cuồng đi, Lâm Mộng Đình lắc đầu nói, quả nhiên là thủ đô, bất cứ người nào cũng là lão gia cả. Để phu nhân chê cười rồi, Hầu Thất Quý có chút tự giễu cười nói, tôi cũng là người thủ đô, nhưng không dám xưng ra. Lâm Mộng Đình nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp môi uống một ngụm, sau đó đặt lên trên bàn, không nhẹ không nặng, phát ra một tiếng cộp, sau đó đưa mắt nhìn thẳng Hầu Thất Quý, nói. Từ hôm nay trở đi. Ông chính là gia. Cái gì, Hầu Thất Quý có chút mờ mịt nhìn Lâm Mộng Đình. Lâm Mộng Đình chỉ vào cái vòng tay nói trên bàn, thứ này, chỉ cần ông không muốn bán, ai cũng không mua được. Lâm Mộng Đình nói lời này có chút bá đạo, Hầu Thất Quý nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng nghĩ lại, nhớ tới bản lĩnh của Lý Dục Thần, trong nháy mắt Hầu Thất Quý liền kích động hẳn lên. Không phải là bởi vì có thể bảo vệ cái vòng tay này, mà là một câu từ hôm nay trở đi. Ông chính là gia của Lâm Mộng Đình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.